đối với anh chị là tín đồ của mai map á, tức là chúng ta muốn chuyển tất cả mọi thứ thành mai map á, thì đây là một công cụ ai không thể nào bỏ qua anh chị nó cho phép chúng ta đưa một file lên và nó sẽ tóm tắt lại cho chúng ta tất cả những điểm chính anh chị những điểm chính những điểm phụ thành một cái mai map rất là cụ thể ha và đặc biệt hơn nữa đó là khi mà chúng ta xem những video YouTube rất là dài ha và chúng ta muốn tóm tắt lại thành một cái mai map để mà chúng ta có thể xem được những điểm nào là điểm chính á, thì hoàn toàn nó có thể làm được chỉ cần một cái lúc click thôi anh chị chúng ta chỉ cần cài một cái attention vào đây và công cụ này nó sẽ tóm tắt lại cho chúng ta tất cả những gì ở trong một cái video youtube đó nó nói lại và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mind map đó để chúng ta tham khảo về sau anh chị rất là lợi hại và tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều thời gian ha thì trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị cách sử dụng công cụ này để chúng ta có thể tạo ra những cái mind map cực kỳ là nhanh chóng hết chị nếu đây lần đầu tiên mà anh chị đến với channel mình á, thì mình xin giới thiệu ha mình là Tuấn từ channel nghề công sở và channel mình á, thì chuyên chia sẻ các kiến thức về AI để áp dụng vào thực tế công việc của cuộc sống anh chị anh chị có thể xem rất là nhiều video trên channel mình ha nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé rất cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ vào công cụ AI chuyển tất cả mọi thứ thành mind map anh chị công cụ này tên là Mapify ha anh chị đường link ấy, mình sẽ để phần mô tả để anh chị dễ tìm ha khi mà chúng ta vào đây rồi anh chị sẽ thấy giao diện đó nè tức là chúng ta chỉ cần đưa một file PDF lên đây và nó có thể tóm tắt my map chúng ta cực kỳ là hay anh chị khi mà chúng ta cần đọc những cái file hoặc là chúng ta cần đọc một cái nội dung nào đấy nó rất là nhiều ha thì chúng ta không thể nào chúng ta đọc hết tất cả mọi thứ chúng ta muốn có một cái my map để mà nó có thể đưa cho chúng ta những phần chính ở trong cái file đó thì đây là một công cụ không thể nào thiếu để chúng ta có thể sử dụng ha. Đây chúng ta có thể kéo xuống dưới ha. Nó có thể hoạt động được trên PDF nè, file doc nè, hoặc là cả một cái video YouTube luôn anh chị, rất là hay ha. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị tất cả mọi thứ ha. Và nó cũng có thể tóm tắt được một website lại thành máy map luôn ha. Đấy. Ok anh chị, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sử dụng bằng cách là nhấp vào Safari ha và đây chúng ta chỉ cần đơn giản đăng nhập một tài khoản google thôi khi mà chúng ta đăng nhập rồi thì nó sẽ survey chúng ta nghiên cứu chúng ta một số cái ví dụ như mình sẽ chọn một số cái ví dụ như này ok ha chúng ta đã vào được cái màn hình chính của cái mapify này chúng ta sẽ sử dụng như thế nào đây khi mà chúng ta vào đây anh chị sẽ thấy ở trên cái phần tab ở trên đó, nó sẽ có là as anything này hoặc là pdf hoặc là doc hoặc là những cái nội dung dài này website, youtube, hình ảnh hoặc là một cái audio luôn ha chúng ta có thể chọn theo cái định dạng nào mà chúng ta mong muốn để tóm tắt lại thành một cái file my map anh chị ví dụ như đây mình sẽ có một cái file pdf đi mình sẽ đưa vào đây một cái file dạng pdf chẳng hạn mình sẽ kéo cái file vào đây đấy ví dụ như đây là một cái nội dung mà mình đã có anh chị và sau đó mình chỉ cần chọn cái ngôn ngữ dưới đây nè anh chị đây cái ngôn ngữ nào ở trong cái my map á Tức là mặc dù á, là cái file này chúng ta là tiếng Việt đi Mà chúng ta muốn tạo ra một cái My Map tiếng Anh Thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn ở đây tiếng Anh Thì nó tự động nó tạo My Map và nó dịch cho chúng ta ha Chúng ta không cần phải dịch thủ công nữa anh chị Rất là hay ha Ví dụ như mình sẽ chọn tiếng Anh ở đây Và mình chọn vào Mapify Đây anh chị Rất là nhanh chóng ha Nó đã tạo ra cho mình một cái mind Map kiểu như thế này từ một cái file của mình hết anh chị cái file của mình á là từ tiếng việt anh chị có thể xem cái file này ở đây đây nội dung cái file mình á là từ tiếng việt ha và khi mà mình chọn vào mapify để mà mình chuyển ra một cái may map á thì nó đã chuyển và nó tóm tắt nội dung cho mình cũng như là nó đưa thành cái tiếng anh cho mình đấy anh chị nó đã tạo ra cho mình một cái may map ha và từ cái file tiếng việt đó nó đã chuyển thành cái file tiếng anh như thế này luôn hả anh chị đây là một cái file mình làm cũng khá là dài nên khi mà nó đưa thành mind map á, thì cái nội dung nó cũng rất là nhiều hả anh chị và chúng ta hoàn toàn có thể nhìn vào cái mind map này chúng ta hiểu được những cái phần nào ở những cái nội dung nào ha rất là hữu ích khi mà chúng ta có thể sử dụng ha ngoài ra đây á, chúng ta cũng có thể tạo mind map chỉ bằng ý tưởng thôi anh chị ví dụ như đây á, mình sẽ chọn vào ask anything hả anh chị và mình gõ đây ví dụ như là các cách để giảm cân đi chẳng hạn đấy chúng ta có thể gõ rất là đơn giản như thế này thôi và ở đây mình sẽ chọn đầu ra là tiếng Việt anh chị đây chúng ta có thể chọn tiếng Việt ha sau đó mình sẽ cần bấm vào Mapify ha thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái mind map chỉ dựa trên cái idea ban đầu của chúng ta thôi ha các cách để giảm cân á thì thay đổi chế độ ăn lành mạnh này thì trong cái việc mà thay đổi chế độ ăn lành mạnh á, nó có thể là lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng này hoặc là kiểm soát khẩu phần ăn ấy từ đó nó sẽ bổ sung ra thêm nhiều cái nhánh nhỏ chúng ta ha hoặc là một hình thức khác trong quá trình giảm cân đó là tăng cường hoạt động thể chất này quản lý tinh thần và stress và theo dõi tiến trình giảm cân này nó cũng là làm cho chúng ta khá là hay hết anh chị khi mà chúng ta đưa phần idea này thì khi mà nó đã tạo ra như thế này rồi chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa anh chị bất kỳ chỗ nào chúng ta có thể chỉnh sửa hết ví dụ như icon này chúng ta có thể bỏ đi hoặc là những phần nội dung này chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh ha và ngoài ra chúng ta cũng có thể tạo thêm những cái nhánh khác nữa bằng cách là chúng ta chỉ cần nhấp vào cái nhánh chính ở trên đó thôi và chúng ta chỉ cần enter thôi thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái topic mới anh chị và một cái nhánh mới tương đương với những cái nhánh khác anh chị đây anh chị ví dụ như chúng ta chỉ cần click vào đây chúng ta enter một cái thì nó sẽ ra những cái topic khác anh chị và sau đó thì chúng ta có thể tiếp tục tạo ra những cái nội dung mới anh chị rất là hay ha và rất là nhanh chóng khi mà sử dụng ở trong mapify này á chúng ta cũng có thể đưa những cái nội dung ví dụ như nội dung từ trong website hoặc là nội dung từ trong YouTube hoặc là nội dung từ trong một cái hình ảnh ha hình ảnh thì có thể là một cái hình ảnh ở đây có có nhiều chữ hoặc là một hình ảnh may map mà chúng ta đã làm sẵn và đưa ra đây nó sẽ tạo ra cho chúng ta một may map hoàn chỉnh anh chị ví dụ như đây khi mà chúng ta đưa một cái nội dung đi mở đây là mình có thể đưa một cái link website này hoặc link YouTube ha ví dụ như mình sẽ chọn một cái link YouTube mình sẽ chọn một cái video của mình đi ở trên đây là video mà mình hướng dẫn về làm phim hoặc hình hành động mà ai anh chị Video này rất là dài, khoảng 45 phút đi. Thì anh chị cũng hoàn toàn có thể copy những cái nội dung này, chúng ta đưa vào trong cái link này chẳng hạn và chúng ta chỉ cần chọn tiếng Việt nè, chúng ta chọn map wifi ha. Thì nó sẽ đưa cái video đó thành một cái dạng may map ha anh chị. Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn vào cái may map này để chúng ta hiểu được cái nội dung chính của video ha anh chị. Rất là đơn giản ha. Đây chúng ta có thể thấy ha anh chị, rất là hay ha. Chúng ta chỉ cần đưa một cái đường link vào và nó đã tóm tắt cho mình ví dụ như hướng dẫn làm phim hoạt hình hành động bằng ai nè thì nó sẽ gồm có gì đầu tiên là phần giới thiệu nè tiếp theo là quy trình để chúng ta có thể làm như thế nào thì trong quy trình đó có thể là viết kịch bản này tạo hình ảnh này tạo video này bước tiếp theo có thể là chúng ta sẽ hoàn thiện video như thế nào nè có thể là chỉnh sửa video nè thêm phần âm nhạc nè thêm phần âm thanh hoặc thêm phần hiệu ứng âm thanh gì đấy sau đó chúng ta sẽ đưa ra một cái video hoàn chỉnh và cuối cùng là phần kết luận anh chị đây là một cái video mình đã làm và nội dung á, nó cũng khá là sát với cái phần may map này nó tóm tắt cho mình ha ok anh chị chúng ta sẽ xem thử một cái tài khoản miễn phí ở trong đây á thì nó có thể tạo ra được bao nhiêu may map anh chị ví dụ như một tài khoản miễn phí đi thì mình sẽ có 10 reddit anh chị và mình đề mô hồi nãy giờ ba cái may map á, thì nó đã sử dụng 9.4 trên 10 reddit này ha và khi mà anh chị cần sử dụng nhiều quá thì chúng ta hoàn toàn có thể upgrade lên bằng cách là chúng ta chọn upgrade thì ở đây nó sẽ có gói năm hoặc gói tháng hiện tại gói năm đang giảm giá 40 anh chị còn gói tháng thì chúng ta sẽ có là 10 đô một tháng là cái gói thấp nhất chúng ta có thể sử dụng được khoảng 1.000 Reddit anh chị tức là gấp 10 lần so với một tài khoản miễn phí nó có thể tóm tắt được file PDF này tóm tắt được YouTube nè hoặc là có thể chỉnh sửa cái máy map này resend được nè tức là trình chiếu được đấy hoặc có thể xuất cái file máy map đó thành file PDF chẳng hạn có rất là nhiều lợi ích khi mà chúng ta nâng cấp lên hết anh chị. Còn gói năm á thì hiện tại nó đang giảm giá khá là lớn anh chị, 40% là rất là nhiều ha. Thì khi mà sử dụng gói năm á ở trong cái gói Basic á gói rẻ nhất là khoảng 6 đô một tháng ha. Với những cái lợi ích như thế này á nếu mà anh chị cần sử dụng và tạo may map rất là thường xuyên á chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp lên ha. Ngoài ra khi mà chúng ta sử dụng trong Mapify nữa khi mà anh chị muốn tóm tắt một cái file YouTube khi mà chúng ta đang xem luôn thì chúng ta hoàn toàn có thể hết chị chỉ đơn giản bằng cách là chúng ta cài một cái extension ở trên cái trình duyệt chúng ta ha ví dụ như đây mình sẽ thấy từ đây nó có chữ là extension nè chúng ta chỉ cần đơn giản nhấp vào chữ extension này và add vào from hết chị nó sẽ đưa chúng ta đến một cái trình duyệt và chúng ta có thể thêm vào from ha khi mà mình nhấp vào đây thì nó sẽ hiển thị ra mình một cái cửa sổ như thế này và mình chỉ cần nhấp vào thêm vào from nè nhấp vào thêm tiện ích hết chị sau đó thì chúng ta chỉ cần login một tài khoản chúng ta vào đây. Ok anh chị, sau khi mà anh chị login rồi anh chị vào lại YouTube ha, chúng ta mở bất kỳ một video nào lên ha. Ví dụ như video này là video mà mình hướng dẫn về làm phim hoạt hình ha. Anh chị sẽ thấy ở đây nó có thêm một cái nút là summarize anh chị. Chúng ta chỉ cần bấm vào nút summarize đó ha thì anh chị sẽ thấy ở đây nó có một cái cửa sổ và bắt đầu nó sẽ summarize cái video chúng ta ha anh chị đấy chúng ta sẽ thấy rất là đơn giản ha chúng ta hoàn toàn vừa có thể xem một video và cái mapify này nó sẽ tóm tắt lại cho chúng ta những cái điểm chính ở trong video đó thành một cái mai map ha rất là đơn giản thôi anh chị chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó rất là dễ dàng thôi ha ok anh chị đó là mapify và công cụ ai chuyển tất cả mọi thứ thành mai map rất là hữu ích cho anh chị khi mà anh chị cần hệ thống hóa kiến thức rất là hữu ích cho chúng ta ha và nếu như anh chị thấy video này hay á anh chị cho mình một like một subscribe nhé và hiện tại Tuấn cũng có một khóa e-learning về AI để anh chị có thể áp dụng vào thực tế và cuộc sống anh chị chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng AI vào làm những sản phẩm thương mại hoặc là tạo những sản phẩm để phục vụ cho giáo dục hoặc là chúng ta có thể sử dụng để xây kênh anh chị thì khóa e-learning này mình hướng dẫn rất là chi tiết cách tư duy chúng ta sử dụng công cụ AI như thế nào và chúng ta sử dụng thực tế anh chị trong khóa này thời lượng chúng ta học gần như là chỉ có thực hành thôi anh chị chứ rất là ít phần lý thuyết ha và tổng thời lượng khóa này của mình hiện tại đã đạt gần 24 tiếng đồng hồ rồi anh chị rất là nhiều kiến thức và hiện tại mình cũng đang update thêm rất là nhiều kiến thức mới cũng như là các case study thực tế mới ha anh chị anh chị hoàn toàn có thể xem những cái case study rất là thực tế ở trong cái khóa của mình ha linh chi tiết mình sẽ để với phần mô tả để anh chị có thể đăng ký một tài khoản học thử ha và anh chị hoàn toàn có thể nâng cấp lên để đồng hành cùng tuấn trong công cuộc chinh phục ai ha anh chị rất cảm ơn anh chị hẹn gặp các anh chị trong khóa e -learning này và chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video lần tới trên channel ngày công sở bye bye anh chị